Nước dùng sôi sùng sục trong bát đá được đun nóng ở 300 độ C. Bánh phở, thịt, rau, gia vị để riêng bên ngoài. Tất cả đã sẵn sàng. Để cảm nhận hương vị thật tươi ngon và nóng hổi, thực khách sẽ hóa thân thành đầu bếp, tự tay thực hiện công đoạn cuối cùng trước khi thưởng thức, nhúng bánh phở, thịt, rau vào bát. Làm món ăn ở đây rất ngon và rất đặc biệt. Tức là đã được nghe cái tiếng nói là phở bát đá, cho nên là chúng tôi đã tìm đến đây để ăn. Đi vòng quanh đường rất xa thôi nhưng mà đã vòng đến đây để ăn thưởng thức cái món phở bát đá này. Cho nên là thấy rất là ngon, rất là ok. Bát đá sẽ được nung thời gian từ 5 đến 7 phút. Nung sôi sùng sục sau đó mình sẽ bê ra cho khách. Khi mà một cái khay bê ra thì sẽ gồm có một miếng dưa hấu tráng miệng này, một đĩa bánh phở thái tay này, một đĩa thịt để riêng, thịt đi cùng với cả hành. Thì khách sẽ được tự làm đầu bếp, tự được làm nấu bát phở của riêng mình. Và ăn từ đầu bát đến cuối bát thì nó vẫn sẽ nóng hôi hổi. Lưu ý khi ăn phở bát đá là mình không được chạm tay vào bát đá, thì bát đá rất là nóng và sôi. Lúc nào bê ra cho khách cũng đều bảo với khách là không được chạm tay vào bát đá, nó sẽ bị bỏng. Và mình không được bê bát đá lên để hút. Chủ quán cho biết phở bát đá là sự biến tấu độc đáo giữa nguyên liệu phở truyền thống với nghệ thuật ăn uống hiện đại. Hương vị phở cũng tương tự như các món phở truyền thống. Nước dùng được ninh hầm từ xương bò trong nhiều giờ liền. Bánh phở để ăn phở bát đá phải là bánh phở thái tay để giữ được độ dai, không bị nát. Bát đá được lấy từ xưởng đá ở Bình Định, bên ngoài bọc một lớp nhôm để quá trình nung nấu không bị nứt vỡ. Tôi bắt đầu kinh doanh phở bát đá từ lúc tháng 11 năm 2020. Tiến rồi là đang đi làm văn phòng, thấy là công việc văn phòng nó cũng hơi buồn chán, nên là quyết định về mở phở bát đá. Là món ăn quen thuộc với người Hà Nội, phở bát đá đem đến những trải nghiệm thú vị và độc đáo cho mọi thực khách khi thưởng thức. Hương vị ở đây nước rất là đậm đà và ăn hợp khẩu vị với mình. Và mình có dắt thêm một người bạn người Singapore, bạn ấy ăn và cảm nhận rất là tốt. Mình thấy trải nghiệm khá là thú vị và mình sẽ quay lại nếu như có cơ hội. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.